Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử MC Đăng Lê, cuộc sống viên mãn của nữ MC bên chồng Khải Anh. Hầu như những bạn trẻ thế hệ cuối 9X và đầu 2K sẽ không biết đến cô nàng MC xinh đẹp Đăng Lê. Cô nàng từng là người dẫn chương trình dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam năm 2008. Đăng Lê là ai? Đăng Lê có tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Lê. Cô sinh năm 1983 tại Hà Nội. Đăng Lê hiện đang là nữ MC và diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô nàng từng là nữ MC xinh đẹp của bản tin dự báo thời tiết Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài vai trò dẫn chương trình, Đăng Lê còn dấn thân vào nghề diễn viên và tạo được dấu ấn ở nhiều vai diễn. Một số bộ phim thành công của cô: Cầu Vồng Tình Yêu, Con Đường Sáng. Sở hữu sắc đẹp không tuổi, Đăng Lê hiện tại vừa có sự nghiệp ổn định, vừa có một gia đình rất hạnh phúc. Đến nay, cô nàng vẫn là gương mặt sáng giá của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Cuộc sống hiện tại của Đăng Lê. Chuyện tình hôn nhân thứ hai của Đăng Lê đã kết thúc viên mãn. Cô sống hạnh phúc bên chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh. Được biết, người chồng trước của cô không ai khác chính là biên tập viên Xuân Tùng. Cả hai lúc đó đang làm chung tại Đài Truyền hình VTV. Họ kết hôn với nhau vào năm 2008, sau khoảng thời gian hẹn hò làm quen. Sau khi rời VTV và chuyển sang làm việc tại VTC, tình cảm vợ chồng trở nên mờ nhạt. Cả hai chính thức đường ai nấy đi vào năm 2011. Người chồng hiện tại của Đăng Lê chính là đạo diễn Khải Anh. Ít ai biết rằng Khải Anh chính là người yêu cũ của Đăng Lê. Khi kết hôn với Khải Anh, đã có rất nhiều sự cấm đoán từ gia đình và dư luận. Bởi Đăng Lê đã có một đời chồng, còn Khải Anh lại là trai tân. Gạt bỏ mọi chuyện, họ kết hôn với nhau trong năm 2011. Tuy là ít khi chia sẻ về chuyện gia đình, nhưng lâu lâu lại thấy cô đăng tải bức ảnh đi chơi của gia đình. Có thể thấy cuộc sống của Đăng Lê bên chồng và con cực kỳ viên mãn. Sự nghiệp của diễn viên MC Đăng Lê. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Đăng Lê đã được chú ý từ khi cô còn là sinh viên học viện báo chí. Dễ thương, hát hay và hòa đồng là những nhận xét của mọi người khi tiếp xúc với cô. Năm 2002, Đăng Lê cùng với Thu Ba và Huyền Linh thành lập nhóm nhạc nhịp điệu, hoạt động theo xu hướng âm nhạc sôi động lúc bấy giờ, nên rất được giới trẻ chú ý. Năm 2014, cô tham gia nhóm nhạc Ước Mơ và nhận lời tham gia người mẫu cho nhiều nhãn hàng. Gương mặt xinh đẹp, hài hòa không qua chỉnh sửa của cô nàng đã gây được ấn tượng lớn. Sau khi tốt nghiệp học viện báo chí, Đăng Lê trở thành biên tập viên thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô đã gây chú ý ngay từ tập phát sóng đầu tiên. Vẻ đẹp hiền dịu của Đăng Lê đã làm rung động nhiều khán giả. Dù chỉ xuất hiện vài phút ở một dự báo thời tiết, nhưng đó cũng là bước đệm giúp cô phát triển sau này. Ngoài việc làm MC, Đăng Lê cũng thử sức với vai trò diễn viên. Công việc giúp cô đến gần hơn với khán giả và thỏa mãn được đam mê của mình. Đăng Lê nói gì sau xì căng đăng clip nóng? Đối với nghề phóng viên, biên tập viên hay MC, bất kỳ một xì căng đăng nào đó xảy ra đều là dấu chấm hết cho công việc. Và việc Đăng Lê rời khỏi Đài Truyền hình Việt Nam cũng bởi lý do này. Sự việc cụ thể là vào năm 2008, truyền thông rúng động bởi một số clip đồi trụy được phát tán và truyền tay nhau trên web và blog. Thông tin cô gái trong clip được cho là Đăng Lê. Thật sự thì cô gái này vẫn chưa biết là ai, nhưng chắc chắn không phải là Đăng Lê. Đăng Lê đã trực tiếp nghỉ làm 3 tháng tại Đài Truyền hình Việt Nam để theo đuổi vụ kiện đòi lại trong trắng cho bản thân. Vụ việc sau đó đã được giải quyết, nhưng cũng để lại vết nhơ lớn trong sự nghiệp và danh dự của cô. Chính sau vụ việc này mà Đăng Lê đã dời bỏ đài VTV và đầu quân cho VTC. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.